siêu cọp nha anh em ha, 7.000 cây. Con này con cọp thiệt nha anh em ha, siêu phẩm cọp. Mới về nữa nha anh em. Cặp kiến như mới nha anh em ha. Xe chưa tăng sơn, cặp vỏ còn 7.000 cây. Này là Phúc XO nha anh em ha, xe này của Phúc XO để là tới giờ anh em ha. Mạ vàng 18 hết nha anh em ha. Vàng 18 nha anh em. Lâu lâu rồi nói chung thì có được những con siêu phẩm cọp về Hồng An săn được anh em ha. Nè, đó. Vỏ như mới anh em ha. Vỏ theo xe nha anh em. Phúc XO anh em ha. Chưa tăng sơn nhông dĩa nha, nói chung là mới lấy về. Bụi không nha anh em. Nhìn là biết anh em ha. Xe này nói chung là hàng là tuyệt chủng rồi anh em. Cái độ vàng của nó anh em hiểu rồi ha. Cặp kiến như mới. Đúng 7.000 ha anh em ha. Con này mà tu là Hồng An tặng luôn xe luôn nha anh em. Nói chung thì dành những anh em nào mà có cái đam mê mà Phúc XO á thì mình chơi con này. Đó. Mà vàng 18 ha, vàng khè hết nha anh em. Chung bô này khỏi coi rồi anh em ơi ha. 7.000 cây để chung bô như cây kiếm rồi. Nói chung này lâu lâu rồi xe thành phố cũng còn những con cọp dữ lắm anh em ơi. Nè, để giết chưa rửa nè, con vàng khè luôn anh em thấy không. Chia sẻ anh em tín đồ và Phúc XO ha. Anh em nào thích cái thể loại mà vàng 18 24 gì đó. Con này là vừa luôn nha anh em ha. Nó vàng khè luôn anh em. Trong xe đậu phải có xét câm nha anh em ha. Anh em đừng có nghĩ là xe mà câm nó mới hết hoàn toàn rất là khó nha. Câm đó đa số là câm vô anh thấy không? Nó câm đậu nó phải xét. Có vài cây xét vài cây ra nó đẹp ha. Mới gọi là xe chuẩn nha anh em. Cốt tán chưa mở nha. Rồi. Ổn khá anh em. Đé yên mờ nha anh em ha. Đồ xăng nè. Rất là dơ ha, chưa có rửa luôn, mới lấy về luôn, chưa rửa gì hết. Lâu lâu rồi được những anh em chia sẻ những cái xe nói chung là rất là đẹp, hàng sưu tầm. Tuyệt chủng rồi nha anh em ha. Cặp te còn mạ vàng 18 luôn mà anh em, cặp te còn có vàng 18 luôn mà, thấy không? Đó, cầm đậu đó, xét xét thấy không? Đó. Xét như vậy mới gọi là hàng chuẩn nha anh em ha. À, hàng thật là nó phải xét xét vậy đó chứ đừng có mới mới nha, mới mới là chết luôn nha anh em ha. Câm mà nó bóng lưỡng nó sáng trưng hết là thua rồi nha anh em. Chia sẻ hàng thật cho anh em xem con Phúc XO ô nè. Chưa tăng sơn nha anh em ha. Ô thắng zin còn chưa có dấu mở luôn nha. Đỏ theo xe nè anh em. Siêu phẩm ha. Đúng hàng thật này anh em là chịu gì nổi anh em. Tính đồ riêng tháng một đêm không ngủ rồi ha. Lúc nào cũng có cọp. Lâu lâu nó sọc dương con ra ha. Quá trời vàng. Trời ơi nó đẹp. Trời ơi cái tem của anh em nó vàng hết trơn em. Nè. Chưa tăng sơn nha anh em ha, nhìn kỹ nha anh em. Chưa tăng sơn ha. Không nghiêng nè. Trời, hàng chuẩn nha, số máy nha anh em. 80 nha anh em ha. 80 vẫn là giòn đen nha anh em. Hàng thật.
lốc không có một vết chày nó dợp luôn anh em ha, lốc đẹp. Cắt te nè, quá trời rồi, quá đã anh em ơi. Nè, vỏ anh em 97 anh em ha, 97 nha, trước sau như một cho anh em ha, vỏ trước nè, ở gai của nó đó. Rồi không cần xem nhiều anh em ha, hàng chuẩn nó như vậy thôi đó, nhìn cái y là hiểu rồi nha anh em ha. Hôm ra anh em mình nhớ nè, cái nút đề gạch gạch cua nè, đó là họ nằm trong khoảng 97, 98, 96, 95 nè. Nút đề màu đỏ là nó qua hàng 99, 2000, IKD là nút đề màu đỏ nha anh em. Mình chơi xe mình phải biết nút đề là cái đời nào rồi nha anh em ha. Đó. Rồi mặt đồng hồ anh em như mới luôn nè, giật mình anh em á. Kiến nè, quá trời. Tính đồ riêng thái một đêm không ngủ, đẹp quá anh em ơi, đẹp. Đây, hàng thật ha, hàng thật, vàng thật luôn nha anh em, hàng thật vàng thật luôn nha. Đó, có cờ nha anh em, bô quá anh em ha. Đó, xe đậu đó nè, anh em nhìn cái bô nè, 7000 cây anh em nhìn mình biết đường anh em ha. Sau này mình mua xe mình biết nha anh em, đó, chiếc xe 7000 cây cái bô phải vậy đó anh em, đó, những cái hàng thật đó anh em ha. Giờ thì nói chung người ta đậu ở nhà mà anh em, đó, xin lầy vậy đó, nhưng mà rửa đó là chịu không nổi anh em ơi ha. Đó, hàng thật đó nha anh em ha, đó, hàng thật là phải bô nè, xe nhông dĩa phải còn nè, vỏ phải còn nè, mới gọi là cọp nha anh em ha, cọp chuẩn nha. Xe này cặp kiến rổ như mới luôn anh em, đó, nè, rổ zin cho anh em ha, anh nhìn kỹ cho mình biết mình chơi cho anh em ha. Rổ zin là nó có hai cái này anh em, nó dày lắm, thấy không? Đó. Vậy mới gọi là gỗ gỗ theo xe ha. Đó. Vỏ 7000 cây, nhìn vỏ nói chuyện nha anh em ha, mình biết mình chơi nha anh em. Đó. Cái vỏ mà nó mòn lụm hết trơn là làm sao 7000 cây được anh em. Vỏ nè, 7000 cây nha anh em nhớ nha. Mình chơi xe cọp để ý cái vỏ 7000 cây nó phải như vậy đó. Chứ vỏ mà nó mòn là đừng có nói xe cọp nha anh em ha. Xe nhâm dĩa chưa tăng nè, 7000 cây nè. Rồi, nói chung là chia sẻ cái kinh nghiệm đó anh em ơi. Cái xe này Hồng An cũng chưa có ý định bán đâu nha anh em ha. Chẳng qua chia sẻ, mình cũng trên cái kênh có những con xe đặc độc lạ đẹp, sưu tầm cho anh em mình có cái kiến thức nha anh em ha. Chưa có ý định bán nha. Đúng 7000 cây đầu 80 đó, hàng là nói chung hàng sưu tầm mà anh em, nóng hỏi luôn nha anh em ha, quá đẹp. Làm bài chia sẻ cho anh em mình trên cái kênh những cái kiến thức thôi. Rồi bye bye mọi người, bye bye.